nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Tỉnh Kon Tum đã triển khai hiệu quả dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, gọi tắt là chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719. Lễ hội là một phần văn hóa truyền thống, giá trị tinh thần được tích tụ, gìn giữ bao đời của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Kon Tum. Để tránh nguy cơ mai một, từ năm 2022 đến nay, tỉnh Kon Tum đã triển khai phục dựng lại lễ hội An Thang của người dân tộc Dẹ Triên, lễ mở cửa kho lúa của người dân tộc Rơ Mâm, lễ xả xuôi của dân tộc Sơ Đăng, lễ cúng trĩa lúa của dân tộc Râu. Qua đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số khôi phục và bảo tồn những lễ hội truyền thống tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Này ra quê mình thì rất cảm ơn nhà nước là cho con trâu, cho con dê, cho con heo, cho con gà. Bắt đầu làng hộp ở dân, người ta rất là phấn khởi. Làm lễ này là mang ý nghĩa rất là lớn. Không đau ôm, không chết chóc, có lúa, có vàng, có tất cả con cái học hành đẹp đẽ, hiểu biết chủ trương đường lối chính sách đảng nhà nước, thì cái làm lễ này là có ý nghĩa rất to lớn. Thực hiện dự án 6, chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã thực hiện nhiều chương trình khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, bảo tồn các lễ hội tại những địa phương, hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn nhạc cụ truyền thống của dân tộc, xây dựng một câu lạc bộ văn hóa dân gian, hỗ trợ hoạt động cho 5 đội văn nghệ truyền thống các thôn làng trên địa bàn tỉnh và mở 3 lớp tập huấn kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Lớp học này nó bổ ích nhiều lắm cho chúng tôi. Vì sao? Bây giờ trước kia bản thân tôi trước khi đi học chuyên cũng đã thi tại nhà rong này, cũng được cấp thành phố công nhận. Nhưng sau khi tôi học rồi thì tôi cảm thấy này, người ta dạy từng chi tiết bài bản, phương pháp mình gõ, mình sửa chính âm cồng chiêng nó rõ ràng từng bước một. Tỉnh Kon Tum còn hỗ trợ trang thiết bị văn hóa tại các thôn làng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu, tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt có giá trị, xây dựng 6 thiết chế văn hóa, thể thao thôn tại các địa phương. Từ khi triển khai cái dự án 6 về chương trình mục tiêu quốc gia, thì ngoài cái việc mà tổ chức các cái lớp truyền dạy cồng chiêng, rồi dệt, đan lát v.v. thì một trong những cái yếu tố thì phục dựng lại một số các cái lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Thì đến nay thì cũng đã, từ khi thực hiện dự án đến nay thì cũng hiện nay thì cũng đã hơn 3 cái lễ hội mà được phục dựng lại, và sắp tới thì cũng đang khảo sát tiếp tục để mà triển khai một số các dự án trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của dự án 6, bảo đảm đúng tiêu chí, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống trong giai đoạn hiện nay, gắn với việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số theo hướng toàn diện và bền vững.